khi nói về chăm sóc da mùa hè, nhưng mà thật ra chăm sóc da chỉ là những cái bước gọi là trên ngọn thôi. Cái gốc của chúng ta vẫn là cơ thể của chúng ta khỏe thì cái da của chúng ta nó đẹp, đơn giản là như vậy. Hôm nay thì mình tiếp tục cái chủ đề là chăm sóc da mùa hè để cho cái làn da của mọi người được đẹp hơn vào mùa hè. Và cái quan trọng nhất đó là cái kem chống nắng. Muốn cho cái da đẹp thì bắt buộc phải là giữ cho cái làn da của chúng ta nó không có bị cháy nắng, không có bị đen, không bị sạm đi do cái mùa hè này. Bởi vì nếu mà mùa hè ở đâu thì không biết, chứ còn như ở Việt Nam của chúng ta thì mùa hè trên cả ba miền nó đều nắng nóng rất là nhiều. Và khi mùa hè mà nó nắng nóng như vậy, nhất là cái ánh sáng mặt trời nó chiếu trực tiếp thẳng xuống dưới mặt đất, nó làm cho cái nhiệt độ của mặt đất nó tăng cao lên, cũng như là cái tia ánh sáng nó đi thẳng rất là mạnh xuống với cái cường độ cao, thì cái tia UV nó sẽ xuyên vào trong da mặt của mọi người. Và cái mà UV mà gây ra tình trạng đen da, sạm da, bỏng nắng á, đó là tia UVB. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách đó là có một cái chiến lược nào đó chống nắng để chống lại tia UVB. Ngoài ra thì cái lượng tia sáng nó xuống mạnh á, thì có một cái tia nữa là tia UVA. Tia UVA thì mọi người sẽ không có bị tình trạng là bỏng nắng đâu, không có bị sạm da đâu. Nhưng mà UVA thì nó có cái bước sóng dài hơn, nó sẽ xuyên sâu xuống bên dưới da của mọi người, và nó sẽ làm cho cái làn da nó dễ bị kiểu là nhạy cảm ánh sáng, nó dễ bị đứt gãy collagen, elastin, nó làm lão hóa da sớm hơn, bị nếp nhăn nhanh hơn và kích thích cái tình trạng ung thư da. Cái mùa hè tuy là nó ánh sáng rực rỡ, nó đẹp như vậy, nhưng mà nó nguy hại cho cái làn da của chúng ta cũng nhiều, nhất là những cái nguy hại tiềm ẩn mà chúng ta không có phát hiện. Đấy, thì chống nắng là một cái bước cực kỳ quan trọng, là chống nắng, nhưng mà thật sự đó là một cái chiến lược chống nắng, chứ không phải là chỉ bôi chống nắng không. Bôi chống nắng là một chuyện, nhưng mà chúng ta tránh nắng gọi là chung luôn ấy, là một chuyện nó còn quan trọng hơn. Thì bôi chống nắng là cái mà chúng ta sẽ gọi là tình thế khi mà ra ngoài thì phải làm. Còn lại là tránh nắng. Tránh nắng bao gồm này, đội mũ rộng vành, mang khẩu trang, mang mắt kính, mặc những cái đồ che nắng cả người, hoặc là hoạt động trong môi trường mà ít nắng, hoặc là chọn những cái giờ phút mà không có ra đường vào thời điểm mà nắng nó gắt từ bên trên xuống, hoặc là chúng ta không có chơi các môn thể thao ngoài trời vào những cái thời điểm mà không thích hợp. Chúng ta có thể chơi vào lúc sáng sớm hoặc lúc chiều tối. Nếu tình huống bắt buộc, ví dụ mọi người đi làm chẳng hạn, hay là đi đâu đó ra ngoài đường vào ban trưa chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta không thể tránh khỏi cái đó, thì chúng ta bắt buộc phải có cái chiến lược là bôi kem chống nắng. Sau cái bước chống nắng mà mọi người đã làm tốt rồi á, thì cái bước thứ hai mà Trường mong muốn là các cô chú anh chị cũng nên đều đặn chăm sóc da, đó là cái bước về giữ ẩm cho cái da của chúng ta. Riêng giữ ẩm mùa hè thì mọi người nên nhớ là chọn những cái loại giữ ẩm cái kết cấu á, nó lỏng một chút xíu thì bôi lên da nó thoáng hơn. Bởi vì mùa hè thường nó tiết mồ hôi nhiều, tiết dầu nhiều, cái làn da của chúng ta nó không có bao giờ mà dễ bị khô như mùa đông. Đấy, nên là khi mà tiết dầu nhiều, tức mồ hôi nhiều, mà bôi thêm những cái loại dưỡng ẩm mà có cái cấu quá đặc á, thì nó nguy cơ nó kiểu làm cho cái da mình nặng, cái da mình nó rít, cái da mình nó bít tắc, nó khó chịu. Thì cô chú anh chị cứ dùng những cái dạng dưỡng ẩm mà cái cấu nó lỏng một chút xíu. Còn dưỡng ẩm như thế nào mới đúng? Thì dưỡng ẩm thì chúng ta sẽ chọn vào buổi tối một lần và buổi sáng một lần. Buổi sáng thì sau khi đã rửa mặt nhẹ nhàng lại bằng sữa rửa mặt sau khi ngủ dậy á, thì mọi người bôi một cái lớp giữ ẩm có cái cấu lỏng để cho cái làn da của chúng ta cấp đủ ẩm trước. Sau đó thì chúng ta bôi chống nắng lên trên, phủ ra ngoài luôn. Có nhiều người thì biết cái kiến thức này rồi, nhiều người thì biết cái cách bôi rồi, nhưng có nhiều người sợ đó là bôi nhiều lớp có làm sao không. Không sao cả mọi người nhé. Có nghĩa là chúng ta bôi một cái lớp giữ ẩm trước rồi bôi lớp chống nắng lên trên, hoàn toàn bình thường, rất là tốt luôn. Kể cả chúng ta bôi một serum, sau đó bôi cái lớp giữ ẩm đặn kem, sau đó bôi chống nắng lên vẫn được, nếu làn da đó nó không có bị bít tắc quá thì mọi người dùng cách đó vẫn được. Có nghĩa là có nhiều lớp theo phương án là cái lớp lỏng trước, cái lớp đặc sau, rồi lớp chống nắng là chúng ta cho ra sau cùng. Còn buổi tối thì mọi người giữ ẩm là sau bước gì? Mọi người rửa mặt xong, sau đó bôi một cái serum giữ ẩm, sau đó bôi cái kem giữ ẩm. Đấy, là như vậy là chúng ta đi ngủ đủ rồi. Nếu mà tốt hơn chút nữa thì mọi người chọn sản phẩm serum có cái khả năng kìm dầu một chút xíu ở trong mùa này. Kìm dầu là nó như thế nào thì mọi người có thể tưởng tượng, đó là khi bôi lên thì cái tiếng dầu của chúng ta nó đỡ tiết ra hơn. Đó là sản phẩm kìm dầu. Thì thường những sản phẩm serum kìm dầu á, ứng dụng để điều trị mụn cũng rất là tốt. Bởi vì mụn là cơ chế của nó, đó là mọi người tăng tiết dầu nhiều. Và khi tăng tiết dầu nhiều á, là vì một lý do gì đó nó bị bí cái dầu đó lại, cái trong da cái là nó sinh ra cái nhân mụn. Thì bây giờ cái cách
điều trị tận gốc của nó đó là chúng ta kìm cái dầu đi, không cho cái dầu nó tăng tiết nữa, thì khi đó đỡ mụn trứng cá. Cái thứ ba mọi người cũng nên nhớ vào mùa hè như thế này, mọi người nên có cái gì? Nên có một cái chai xịt khoáng. Có một cái chai xịt khoáng để làm gì? Đi ra đường, nắng gắt nhiều, 5 phút, 10 phút chúng ta xịt lại một lần, để cho cái da của chúng ta nó dịu lại, nó đỡ bị tổn thương do cái nhiệt độ, do cái ánh sáng mặt trời. Thì chúng ta xịt khoáng cái là nó giữ lại cái độ nước của làn da, mặc dù nó không phải là một chất giữ ẩm đâu, nó chỉ là nước thôi, nhưng mà xịt lên cái là nó dịu cái da của chúng ta lại một chút xíu. Hoặc là ngồi máy lạnh chẳng hạn, ngồi máy lạnh ở trong phòng máy lạnh rất là khô, thì khi đó là cái da nó dễ bị mất nước, thì chúng ta dùng thêm cái xịt khoáng vào để cho cái da của chúng ta nó đỡ bị khô hơn. Chúng ta tiếp tục đi vào cái bước thứ tư để chăm sóc cho mùa hè này. Mặc dù đây là không phải là cái cách để chăm sóc da, đấy là cái thói quen như thế này, đó là uống nước. Trường thì Trường hay có thói quen uống nước đá, uống nước soda. Đấy, uống nước soda thì nó kiểu nó khác á mọi người. Trường hay uống, thì mọi người nên có thói quen uống nước mỗi ngày. Cái lượng nước cung cấp cho mỗi người thì nó sẽ khác nhau, tùy vào cái cân nặng của mỗi người, tùy vào cái chế độ ăn của mỗi người nữa. Ví dụ có nhiều người có cái thói quen ăn canh rất là nhiều, thì khi đó chúng ta sẽ có một cái lượng nước trong thức ăn rồi, thì khi đó chúng ta uống có thể là nó không cần phải quá đủ. Một ngày mọi người có thể uống từ 2 đến 3 lít nước, kể cả là trong cái chế độ ăn luôn. Đấy, thì chúng ta uống như vậy thì nó đủ nước cho cơ thể của chúng ta hoạt động cả ngày. Và cái làn da của chúng ta sẽ hưởng lợi từ cái uống nước đó rất là nhiều. Bởi vì mùa nắng này, mọi người biết đó là nó nắng gắt quá, da nó dễ bị tổn thương lắm. Mà nếu mà bây giờ nó không đủ độ ẩm, nó không đủ cái độ nước ở dưới da, thì nguy cơ nó tổn thương da thêm. Thì mọi người uống nước vào. Với lại cái mùa nắng này sao? Nó dễ bị mất nước, ra mồ hôi, dễ bị mất nước, điện giải. Nó dễ bị sốc nhiệt. Bây giờ uống nước là một phương án mùa hè rất là tốt. Tiếp tục là chế độ ăn này. Nói về da, nhưng mà vì bác sĩ Trường nghiên cứu rất kỹ về các cái lĩnh vực về dinh dưỡng, nhất là ăn uống, tập luyện, để cho mọi người khỏe đẹp từ bên trong ra. Nên là khi nói về chăm sóc da mùa hè, nhưng mà thật ra chăm sóc da chỉ là những cái bước gọi là trên ngọn thôi. Cái gốc của chúng ta vẫn là cơ thể của chúng ta khỏe thì cái da của chúng ta nó đẹp. Đơn giản là như vậy. Cơ thể mà khỏe, đi ra đường nó thanh thoát, nó mạnh mẽ, nó năng lượng, thì nhìn vào cái da cũng nó tự đẹp. Thì đó, thì tiếp theo là cái chế độ ăn. Với mùa hè, mọi người bổ sung thêm rau, quả nhiều lên. Nhất là những cái loại rau, củ, quả nhiều màu sắc. Nhưng mà đặc biệt lưu ý chút xíu đó là nếu mà ăn trái cây thì chúng ta giảm cái độ ngọt của trái cây. Chọn những loại trái cây rồi ít ngọt hơn chút. Ví dụ chúng ta ăn dưa lưới thay vì chúng ta ăn dưa hấu. Dưa hấu thì nó cực kỳ ngọt. Rồi dưa lưới thì cái độ ngọt nó giảm xuống. Còn tốt hơn nữa chúng ta ăn dưa chuột, dưa leo. Rồi, tập thể dục thể thao cũng rất là tốt cho mùa hè. Đặc biệt mọi người nên nhớ đó là tập thể dục thể thao ở ngoài trời vào những cái mốc giờ từ trước 7 giờ sáng, 4, 5 giờ chiều á, thì nó rất là tốt. Nó có một cái lượng ánh sáng mặt trời vừa đủ, nó đi cái tia sáng mặt trời nó nằm nghiêng, nó không có quá gắt vào trong da, nó không làm đen sạm da, và nó sẽ kích thích cái làn da của chúng ta tăng cái vitamin D. Đấy, nó chuyển từ tiền vitamin D trở thành vitamin D và khi có ánh sáng mặt trời. Và chính cái vitamin D đó nó sẽ giúp cái xương của chúng ta chắc khỏe hơn. Đấy, thì mọi người có thể tập thể dục bằng cách đó để cho cái da của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Đang nói về sức khỏe nói chung mà cái da nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái sức khỏe nói chung như vậy.